Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Thoa, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Long An ạ, em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì Thoa? Dạ, em làm điều dưỡng chị. Mời, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Ngọc Minh, hiện tại bây giờ em đang làm nhân viên bảo vệ và PT ở các phòng tập ở Thủ Đức ạ. Quê em ở Thủ Đức luôn chị, hôm nay em 32 tuổi. Nhân viên bảo vệ bệnh viện. Ồ, vậy cũng hợp lý cô kia nha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Thoa? Dạ, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình ạ. Còn về khuyết điểm thì mọi người thường hay nhận xét là lần đầu gặp em thì thấy khó tiếp xúc. Nhưng mà quen rồi thì cũng rất là vui vẻ ạ. Có hơi nóng tính chứ. Làm điều dưỡng mà nóng tính. Nhiều lúc cũng stress quá chị. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì chút xíu thôi, nhưng mà điểm yếu nhiều lắm. Em ăn nhiều lắm. Tập thì phải ăn nhiều ăn chứ đâu có sao đâu. Ăn có sức bảo vệ chứ. Có chút xíu nóng tính trong đó luôn. Rồi nóng tính rồi. Cô kia cũng nóng, em cũng nóng. Hai nữa. Hai bên nóng luôn. Khi đụng chuyện có nóng dữ dội không? Em nóng là em im ru, cái em kiếm chỗ, em ngồi chỗ. À, chứ như em mà nóng tính rồi cũng gây phiền hà chúng ta lắm rồi nha. Ưu điểm của em thì em hát được nhạc bolero chị ơi. Tôi làm câu nghe thử đi. Nắm tay hết dần hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi, mình yêu yêu mãi muôn đời, giờ đây ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình cách đôi đường. Hay đó, rất là ngọt ngào. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi anh Linh ạ. Mối tình đầu tiên với chị là cái anh đó ảnh thích em nhưng mà ảnh không dám nói. Còn mối thứ hai thì em với ảnh quen nhau khoảng được vài tháng, sau đó thì ảnh nói anh đi du học. Vậy bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có ba mối tình chị ơi. Mối tình đầu tiên của em lúc em 19 tuổi à. Rồi. Lúc đó em quen bé kia thì em ham chơi quá, em hẹn người ta mà tới sáng sớm mà tới 3 giờ chiều em mới tới lần. Đại gần nhất đây 4 năm mấy. À, người đó người ta khó tính lắm. Như vậy như là em đi đi uống cà phê thì đi xa thiệt xa, uống chỗ mà cô ấy thích. Cô ấy bắt em phải mặc bộ đồ như áo sơ mi, rồi mang giày, quần jean. Rồi những lúc đi gần nhà thì cũng phải như vậy. Nói chung đi đâu cũng phải mặc đồ như cô ấy thích mới được. Thì biết đâu cô có thích cho nó đồng bộ, tông sợt tông cho nó vui, có gì đâu khó. Không có thoải mái cho em đúng không? Dạ, thấy rồi bó. Bây giờ mình nói chuyện tương lai đi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Chịu nấu ăn thôi. Còn nấu ăn ngon hay dở thì em không cần thiết cho lắm. Tại vì em ăn nhiều thì cái gì nấu em ăn hết à. Rồi, em gái biết nấu ăn không cưng? Dạ biết chị. Biết, mừng quá, lo được cái bao tử rồi đó. Còn gì nữa không em? Chút xíu nói nhiều giống em để hai người cùng nói nhau thì nó có công chuyện nó sẽ hay hơn. Chiều cao thì mét năm mấy sáu được rồi, không cần da hơi trắng xíu tóc dài. Điều gì mà em không thích nhất ở người con gái? Người ta đừng ghen quá thôi. Tại vì em làm môi trường bệnh viện thì có nhiều cái nó tới nhị á. Bệnh nhân mà nữ người ta bị té chân, người ta té mà gãy chân gãy tay hay là gì đó chày áo rồi đó, em phải phụ giúp bên kia, người ta khiêng người ta vô ẩm vô rồi đó. À, cái đó công việc mà ghen cái gì, ghen bậy bạ vậy đâu có được. Em có hay ghen không em? Dạ không. Không hả? Nếu mà thấy bạn trai mình ẩm cô gái này, ẩm cô gái kia vậy em có khó chịu không? Dạ có. Vì sao nó không ghen? Trời ơi. Nhưng mà cái đó mình phải xác định đó là công việc. Người ta bị tai nạn, người ta mới vô bệnh viện rồi ảnh mới ẩm. Đó, nhưng mà ở trong PT á, mấy phòng tập gym có ẩm người ta không em? Không có chị ơi. Ờ, cái đó ẩm là bậy á nha. Cái đó ẩm dạ. Là phải ghen à. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ, về ngoại hình thì bạn đó cao khoảng 1m65 trở lên. Nước da ngâm, không hói, không bùng phệ, nhìn sạch sẽ gọn gàng, biết lo làm ăn, biết kính trọng người lớn và có ý định lập nghiệp tại Sài Gòn. Đó giờ em thấy có ai tập gym mà bụng phệ không? Bụng phệ được, hên quá, không hói, bụng phệ, khỏi coi cái bụng. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích tính gia trưởng với lại tính toán quá chị. Em có tính toán chi li quá không em? Dạ không chị, xả láng luôn chị. Xả láng luôn là nghèo hoài đó cưng. Thì em mới đưa cho người ta giữ hết. À, mốt lấy vợ về đưa cho người ta giữ hết đúng không? Được, em cao mét mấy? Dạ 1m70. Bây giờ em có định là xác định là mình sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn không?
Dạ có, nhà em ở đây mà. Rồi, ổn luôn. Tánh em có lăng nhăng không? Không có. Chắc không? Chắc. Em có cái định hướng phát triển kinh tế như thế nào trong tương lai không? Thì em sẽ cố gắng em mở một cái phòng tập gym trong 2 năm nữa, với một cái quán ăn nhỏ. Tốt, vậy là cũng có những cái định hướng. Em cứ việc đi làm điều dưỡng, kinh doanh để ảnh. Không, về điều dưỡng xong rồi về phụ chồng bán quán ăn. Được không? Dạ, dạ được. Chào em gái. Dạ. Thí dụ như khi chồng nóng tính thì em cũng nóng tính thì sao? Chắc em phải nguội lại bớt. Không, ở đây người ta chịu nhường bớt rồi đó. Nhưng mà em nóng tính em im lặng mà. À, nóng tính im lặng. Mà thứ dòng mình im lặng cái phụ nữ cũng hỏi tại sao im. Hai người mà cãi nhau thì em im lặng hoài hay sao? Thì mình ra mình năn nỉ. Năn nỉ phải không? À thôi được, hợp anh này cũng cao to ha. Đen cao to đen mà không có hôi. Không có hói. Không bụng bự. Không bụng bự. Chỉ có người đang nói là hói bụng bự thôi. Không, đi ra nè. Dạ hôm nay em tới đây cùng với bà ngoại, em gái và mấy chị đồng nghiệp của em. Bà thấy cháu rể tương lai này được không bà? Thì bà thấy thì cũng vui vẻ. Nói chuyện cũng đặc thà, cũng dễ thương. Cháu tìm hiểu đi rồi gửi tiến tới tương lai hôn nhân gia đình. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị và bạn. Dạ cho em gửi em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả ở đây. Về vẻ bề ngoài thì thấy rất là tương đồng, em thấy rất là xứng đôi. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Thấy chưa, em gái thấy và chị hiền lành dễ thương vậy chưa? Kéo màn cửa ra để cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Chà, mặc áo đồ ha, giống nhau ha. Anh hát nha. Dạ. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, muốn được trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Anh hát hay. Hồi nãy là anh nói là anh là hiện đang làm ở đâu anh? À, anh làm ở bệnh viện Thủ Đức á em. Anh là con thứ mấy trong gia đình vậy anh? Con trai lớn. Nhà anh đông anh em không? Anh có đi em gái ruột, mà em gái đi lấy chồng rồi. À, công việc của anh nó có chiếm nhiều thời gian với anh lắm không? Thời gian thì sáng tới chiều. Thì hôm sau mình sẽ nghỉ, mình sẽ làm đêm một buổi sáng rồi tới buổi đêm. Thì có thời gian rảnh ra ngoài thì anh đi dạy ở ngoài. Còn nếu ví dụ mà sau này mà anh có quen được em á thì anh sẽ cắt bớt thời gian đi làm thêm ra ngoài đi. Nói chung là lúc nào mà rảnh được thì anh xuống anh chơi. Em thấy anh có khó tính không? Không, nhìn thấy anh vui vẻ. Có đen lắm không? Không đen lắm. Anh thì thích đi du lịch, đi chơi mà xe máy á, em có thích đi không? Dạ cũng có. Vậy nếu vậy là cứ một tháng mình đi một lần đi. Anh sợ anh chạy xe em nhắm đi thôi em. Bình thường một ngày em làm giờ hành chánh hay là mình làm theo ca mà liên dạ, tục luôn? Em làm theo ca anh. Nếu mà rảnh thời gian nào thì anh tới em trước đi đi về giờ đó nha. Anh thích trai hay gái anh? Con nào cũng được hết. Dạ. Đừng xấu giống anh mà giống em đi. Thì anh mong là mốt sau này mà đi làm về thì có tiền đưa hết chừa anh chút xíu, nhưng mà nếu mà không chừa cũng được mà nấu ăn cho anh. Anh muốn sau này thì anh sẽ anh sẽ không còn bảo vệ mà những nhiều người khác nữa, mà anh sẽ chú tâm bảo vệ em nhiều hơn. Rồi hết thời gian, chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, cũng phần nào hiểu được nhau rồi ha. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình, bấm nút là để hẹn hò với nhau các bạn nhé. 1 2 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Em cũng bấm mà không ăn. Đấy. Hai bạn nắm tay. Chúc mừng các bạn nha. Vỗ tay lên nào các bạn. Một chút thử cảm giác thế nào. Đây là chàng trai cũng rất chân thật, cô gái cũng rất là chân tình luôn ha. Vấn đề vẫn chưa quyết liệt thôi, để hiểu nhau nhiều hơn.
để yêu nhau nhiều hơn nữa nhé em gái nhé.